Jenny Blackink thừa nhận nhà khói, xin lỗi vì cư xử thô lỗ với nhân viên. Sự việc Jenny phì phèo khói thuốc vào mặt nhân viên trong phòng kín đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Sau đó, thông qua Odetailer, Jenny đã lên tiếng thừa nhận về hành vi của mình. Vụ việc Jenny Blackink hút thuốc đang là tâm điểm mạng xã hội hiện nay. Cụ thể, trong lúc trang điểm chuẩn bị cho show diễn rách của Emil Sơ ý, nữ idol đã đưa lên miệng vật thể khả nghi, sau đó nhả ra làn khói. Khoảnh khắc này lập tức được chia sẻ dần dần trên mạng xã hội và lọt luôn top một bảng giải trí mạng xã hội Weibo. Jenny cũng nhận bão chỉ trích khi số đông cho rằng hành động hút thuốc điện tử trong phòng kín và nhả làn khói vào phía nhân viên trang điểm là việc làm thiếu tôn trọng, khó có thể chấp nhận của một nữ idol. Cộng đồng mạng còn chỉ ra ekip của Jenny đã phát hiện sai sót này và nhanh chóng xóa khoảnh khắc nhạy cảm, khiến cho thời lượng vlog bị hụt khoảng 15 giây so với video gốc. Nữ idol bị chỉ trích lạm quyền, bị fan tố cáo lên đại sứ quán Hàn Quốc yêu cầu điều tra. Chiều 9 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Jenny đưa ra phản hồi chính thức về cáo buộc hút thuốc điện tử. Nữ rapper Blackink cho biết bản thân vô cùng hối hận về hành động này, đồng thời đưa ra lời xin lỗi những nhân viên đã bị ảnh hưởng. Nguyên văn thông báo của Odetailer: Xin chào, đây là OA Entertainment. Chúng tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai cảm thấy khó chịu với hành động của Jenny trong content được tung ra vào ngày 2 tháng 7. Jenny thừa nhận và vô cùng hối hận về sai lầm của mình khi hút thuốc điện tử trong nhà và gây bất tiện cho nhân viên. Jenny đã đích thân xin lỗi tất cả nhân viên có thể đã bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin lỗi những người hâm mộ đã thất vọng vì sự việc này. Chúng tôi hy vọng sẽ ngăn chặn điều này tái diễn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Sau khi Jenny đưa ra thông báo thừa nhận hút thuốc và nhận lỗi về mình, nhiều fan đã để lại bình luận cổ vũ thần tượng. Tuy nhiên, tranh cãi hiện vẫn chưa hạ nhiệt. Trước khi chính thức thừa nhận việc làm sai trái của mình, sáng 9 tháng 7, phía công ty Jenny thông báo đang xác minh cáo buộc với nghệ sĩ. Jenny hiện đang ở Mỹ. Phát ngôn này càng khiến dư luận tức giận, cư dân mạng liên tục bình phẩm tiêu cực về Jenny. Thậm chí, nữ idol còn bị gửi đơn khiếu nại yêu cầu điều tra cáo buộc hút thuốc lên đại sứ quán. Tại Hàn Quốc, vấn đề thần tượng hút thuốc trong phòng kín bị lên án cực kỳ dữ dội. Đây không phải là lần đầu Jenny vướng vào tranh cãi này. Vào năm 2022, Jenny cũng từng vướng nghi vấn hút thuốc khi xem biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Theo đó, vào thời điểm này, một bài đăng trên nền tảng X Twitter đã đăng tải bài viết về việc Jenny tiệc tùng ở Coachella và bị cáo buộc hút thuốc. Trong khoảnh khắc được ghi lại, Jenny và The Weeknd đang nhảy và có làn khói xuất hiện. Điều này khiến cư dân mạng tranh cãi rằng Jenny có hút thuốc. Tuy nhiên, ồn ào này nhanh chóng bị dập bởi số đông người hâm mộ của thành viên Blackink cho rằng khoảnh khắc kể trên là không rõ ràng và không có bằng chứng nào xác nhận cho nghi vấn đầy nhạy cảm này. Từ vụ việc của Jenny, trước đó, trên cộng đồng trực tuyến fan, nhiều khán giả đã nhắc đến BTS với những bình luận mỉa mai như: hợp với BTS quá, quả nhiên là rất đẹp đôi với V. Sở dĩ V bị lôi kéo vào ồn ào của Jenny vì hai người từng có khoảng thời gian nghi vấn hẹn hò hồi năm ngoái. Bên cạnh đó, V từng gây tranh cãi khi hình ảnh anh hút thuốc ở hậu trường lễ trao giải Grammy 2022 được lan truyền. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, tính chất vụ việc của Jenny và V hoàn toàn khác nhau. V cùng quản lý của anh được cho là hút thuốc ở khu vực chỉ định, không gây ảnh hưởng đến người khác. Còn Jenny hút thuốc điện tử trong phòng, ngay trước mặt nhân viên của mình.